Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Ết vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong tổng vốn tương đương hơn 781.000 đô la Mỹ này, nguồn vốn nước ngoài ODA chiếm gần 16 tỷ 400 triệu đồng, khoảng gần 769.000 đô la Mỹ. Khoản còn lại hơn 265 triệu đồng là vốn đối ứng. Chương trình giảm phát thải khí nhà kính năm 2015 của Lâm Đồng bao gồm 3 hợp phần chính: năng lực vận hành chương trình hành động quốc gia về RED cộng, xây dựng kế hoạch và thực hiện các hành động RED cộng và các cơ chế đảm bảo chính sách an toàn xã hội và môi trường.